thành phố Lăng Sa, Duyên tỉnh Bến Ta, mời bạn đón xem Duyên đến người một nhà. Tôi là Trương Nhã Đình. Xá Kỳ đến từ Ukraine, anh mở một nhà hàng ở Nghi Lan quê vợ. Bán món ăn Ukraine hiếm có, hai vợ chồng muốn mang ẩm thực và văn hóa Ukraine truyền đến Đài Loan để mọi người hiểu về Ukraine. Tam Hợp Phim bề ngoài trông không đáng gì nhưng đi vào trong thì thật khác hẳn. Xá Kỳ đến từ Ukraine đang ở trong bếp bận làm món ăn Karibi, là món ăn rất truyền thống của Ukraine. Wow, trông đặc biệt quá ha. Xá Kỳ và vợ Tôn Hiệu Trang quen nhau ở Mỹ, yêu nhau rồi kết hôn, có một công việc ngành tài chính mà mọi người hâm mộ. Nhưng khi vợ muốn về Đài Loan cùng với cha mẹ, Xá Kỳ cũng chịu bỏ công việc ở Mỹ, ở Đài Loan bán thức ăn Ukraine. Bày hàng bán, thực ra cái áp lực, cái cảm giác đó hoàn toàn không giống nhau. Chỉ làm một cái bánh bán đi 50 đồng, 50 đài tệ nè. Và so với thu nhập một chợ làm việc ở Mỹ thì lúc đó, lúc mới bắt đầu, tôi và anh ấy có một thời gian cảm thấy khó mà chấp nhận được lắm. Và nói anh là làm món ăn ngon không bằng nói anh thích mạo hiểm, là muốn xây một giấc mộng Trung Hoa văn hóa. Phát hiện người Đài Loan tiếp nhận món ăn của Ukraine rất cao, anh bèn muốn cho mọi người càng có nhiều thứ thuộc về Ukraine hơn để mọi người hiểu về đất nước của anh. Tôi muốn giới thiệu càng nhiều món ăn ngon cho mọi người nè. Còn nữa, tôi nghĩ tôi có thể giới thiệu càng nhiều cái kinh nghiệm về văn hóa. Xá Kỳ nói về nước suối của Ukraine chúng ta chưa thấy qua thì thật là có chút không hiểu, nhưng mong anh xây giấc mộng có ngày thực hiện để ở Đài Loan chúng ta cũng có thể tiếp cận được với Ukraine.